Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm ăn drop nhận được 200 đồng token drop game. Một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 750 triệu nhá. Đã có 255 tài khoản holder và đã phát sinh 560 lần giao dịch. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calamandrop.net nha. Xin truy cập website của mình để phần mới tạo video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn xem xét contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chuột address của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví của mình này. Ký hiệu là DGOEMS nhé. Số token là 8 nhé. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Rồi, sau khi đã thêm một địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website calamandrop.net bên này. Sau đó các bạn truy cập vào bước 2 cho nên các bạn đây để nhận token nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây cho mình Adrop thì nó sẽ kéo số phần bên dưới này nhé. Các bạn kéo tiếp số phần bên dưới này thì, ở đây các bạn có thể bỏ ra một số vốn nhỏ là 0.01 BLV mua cái đồng này để hold và tích trữ cho gà nhé. Còn nếu các bạn có làm thì các bạn nhấp vào phần này. Đấy, nó bắt nói yêu cầu xác nhận, yêu cầu nếu bạn yêu cầu cho các bạn làm 200 đồng thì phải tướng được 0.2 USD nha. Nếu mua thì là 0.01 BLV thì sắp xỉ bằng là 5 đô, bạn sẽ nhận được 15.000 đồng góp game. Rồi mình xác nhận cái làm thì các bạn nhấp vào đây giúp mình nhé. Được, là yêu cầu kết nối với ví MetaMask hoặc ví của các bạn thì các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Chờ một tí nữa mình sẽ quay lại vấn đề Calam lần sau nhé. Các bạn nhớ theo dõi website calamandrop.net nhé để cập nhật hướng dẫn những phiên thưởng thức cần mới nhất trên nền tảng Balancelet Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng ít nhất 10% phí giao dịch trọn đời nhé. Ngoài ra trên đây có nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý cái cột bên cánh tay phải tải là những cái dự án là drop đồng tiền sắp kết thúc. Các bạn có thể vào đây đăng ký nhấp vào nút nhận token đây để nhận này nhé. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cái dự án cái phần thưởng token này nhé. Rồi, quay lại vấn đề của Nam, mình sẽ làm lại này. Xác nhận này. Khi ra là 0.000565 BLV nhé. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi giao dịch đang được xử lý. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách làm nhận được 200 đồng một đốc game. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.